Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thái Nguyên Điểm Hẹn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những thông tin về văn hóa du lịch Thái Nguyên, cẩm năng du lịch, những điểm đến trong hành trình khám phá những nét độc đáo của vùng đất Thái Nguyên sẽ là nội dung chính được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những làn điệu then mang giá trị văn hóa độc đáo, sức hấp dẫn quyến rũ, làm đắm say lòng người, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người vùng cao. Chính vì vậy, trong phát triển du lịch cộng đồng ở Thái Nguyên, tiếng then đàn tính được khai thác như chiếc cầu nối giữa văn hóa bản địa với khách du lịch. Nghệ nhân nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng, người đã nhiều năm tâm huyết, gìn giữ cũng như truyền dạy hát then đàn tính. Đi nhiều, gặp nhiều, bà hiểu rằng một trong những cách để làn điệu của dân tộc, của quê hương mình được nhiều người yêu thích, được trân trọng, được lan tỏa chính là từ những cuộc giao lưu thân tình. Những người nghệ nhân, linh hồn của các di sản văn hóa phi vật thể chính là người hiểu hơn ai hết giá trị cũng như vai trò của di sản mà mình đang nắm giữ đối với xã hội, đối với sự phát triển du lịch. Tôi đang làm việc ở Đồng Mô mà, ở nhà làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thì là họ cũng rất thích hát ở trên nhà sàn, họ rất thích, tại vì nó đặc trưng luôn, chứ không thể nó dính bi tây tàu gì cả, riêng của Việt Nam, riêng của dân tộc mình, đấy, cái đấy là giả gắn với du lịch rất là nhiều đấy, nên là các nơi du lịch là nên là tổ chức một cái đội dân ca dân vũ, nó có cả cái tiêu chí về văn hóa nghệ thuật của dân tộc mình. Hát then trong đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Tày, Nùng, Thái vùng cao phía Bắc được ví là làn điệu thần tiên, điệu hát của trời. Nghệ thuật diễn xướng dân gian này ẩn chứa và phô diễn những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời. Âm thanh tính tẩu, giản đơn mà mê hoặc da diết sẽ là nét đặc trưng ấn tượng trong những sản phẩm cũng như hoạt động du lịch của Thái Nguyên. Với kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng thì tôi nhận thấy đó là du khách, bạn bè ở trong nước cũng như là quốc tế rất là mong muốn khám phá những cái giá trị văn hóa bản địa. Và điều đó chúng tôi thì cũng nỗ lực học hát then, nhưng mà nỗ lực học hát then là để lưu giữ. Nhưng mà chúng tôi lại rất là mong muốn chúng ta hãy trân trọng và cùng với các nghệ nhân, đưa nghệ nhân đến với du lịch và đưa nghệ nhân cùng với những người yêu văn hóa và đặc biệt là đưa nghệ nhân vào học đường để chúng ta lan tỏa những cái giá trị văn hóa đó, thì chính những cái điều đó sẽ nuôi dưỡng được những cái giá trị văn hóa bản địa của Thái Nguyên cũng như là của những cái giá trị văn hóa Tày Nùng. Những nghệ nhân nhân dân như bà Hồng ở cái tuổi quá thất thập nhưng vẫn luôn kiên trì, bền bỉ rồi tự đào tạo mình để cống hiến, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc để làm sao ngọn lửa này tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ mai sau. Và các buổi sinh hoạt gắn kết làm du lịch, lan tỏa là một hướng đi sáng tạo, đem lại hiệu quả sâu rộng và bền vững, cả trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản, cũng như trong việc làm phong phú, tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng cho Thái Nguyên. Tôi rất là bất ngờ, lại có một cái dịp không những là được thưởng thức mà còn được gặp những nghệ nhân hát then bằng xương, bằng thịt tại đây. Và thực ra mà nói ấy, với những cái người như ở cái độ tuổi như tôi ấy, thì mới cảm nhận được hết cái sự mà nó phải nói là nó có một cái gì đó nó mình không thể diễn tả được, vì đó là những cái nét mà văn hóa mà của dân tộc của lâu đời, lâu lắm rồi mới lại được nghe những cái làn điệu dân tộc như thế, và nó có một cái gì đó nó làm cho mình cảm thấy nó bồi hồi nhớ lại những cái một quãng tuổi trẻ của mình. Thái Nguyên hiện có 2 nghệ nhân nhân dân và 18 nghệ nhân ưu tú vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng. Cùng với các di sản văn hóa, các nghệ nhân chính là người bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương cũng như quảng bá rộng rãi những giá trị ấy đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, là cầu nối văn hóa để du khách biết, yêu và trân trọng hơn
những giá trị di sản họ đang nắm giữ khi đến với Thái Nguyên. Thưa quý vị, trại lính Khố Xanh, nhà lao Thái Nguyên, đền thờ Đội Cấn, phòng tuyến Gia Sàng, những địa danh gắn với cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Giờ nhiều điểm di tích này chỉ còn lưu lại là bia di tích và được ít người biết đến như điểm di tích đồi Tăng Xê thuộc phòng tuyến Gia Sàng mà chúng ta sẽ đến ngay sau đây. Đồi Tăng Xê nằm trên địa bàn tổ 18 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Điểm di tích giờ chỉ còn bia di tích, nằm trên đồi cao, sau khu dân cư, đường lên khó nên ít người biết đến. Đồi Tăng Xê thuộc phòng tuyến Gia Sàng là hệ thống công sự chiến đấu do nghĩa quân xây dựng trên 5 quả đồi. Đồi Bầu, đồi Gò Trại, đồi Bà Cụ, đồi Tăng Xê, đồi Cụ Lân. Đồi Tăng Xê là vị trí trọng yếu nhất trong phòng tuyến Gia Sàng của nghĩa quân Thái Nguyên. Tại đây, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 1917, lực lượng nghĩa quân do Cai Mánh chỉ huy đã chiến đấu dũng cảm, hy sinh tới người cuối cùng, diệt nhiều sĩ quan, binh lính Pháp và tay sai. Địa điểm di tích đồi Tăng Xê mặc dù đã được xếp hạng cấp quốc gia thì tuy nhiên chưa được nhiều người biết đến. Và thông qua các hoạt động chăm sóc và các hoạt động truyền thông của nhà trường thì Liên đội Trung học Cơ sở Nha Trang cũng rất muốn là được truyền thông rộng rãi hơn về một trong những địa điểm di tích đã được xếp hạng quốc gia, và đây cũng là một trong những địa chỉ đỏ mà các liên đội bạn ở các trường khác trên địa bàn thành phố cũng có thể đến để tham quan hoặc là để học tập. Từ năm 2021, thầy trò trường Trung học Cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã nhận chăm sóc điểm di tích, và đây đã trở thành địa chỉ đỏ, điểm sinh hoạt truyền thống của học sinh nhà trường. Trường chúng em đã nhận nhiệm vụ để chăm sóc khu di tích lịch sử đồi Tăng Xê, và em là rất vinh dự khi được là một trong những bạn học sinh được tham gia vào các hoạt động để thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ các công ơn của cha ông ta đã gìn giữ và bảo vệ nền độc lập tự do của nước nhà. Và nơi đây cũng chính là địa chỉ đỏ để mỗi khi chúng em nhìn vào sẽ là nguồn động lực để chúng em cố gắng học tập và rèn luyện. Những di tích mang đậm dấu ấn lịch sử được các trường học tổ chức hoạt động chăm sóc là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ một cách thường xuyên, thiết thực. Dù chỉ còn lại bia di tích, nhưng nơi đây là một phần minh chứng cho phong trào yêu nước, cho ý chí và tinh thần cuột khởi của nhân dân trong khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Cùng trại lính Khố Xanh, dinh công sứ Pháp, nhà lao Thái Nguyên, đền thờ Đội Cấn, đồi Tăng Xê thuộc phòng tuyến Gia Sàng góp phần nhắc nhớ. Và nơi đây cũng là một điểm đến trong hành trình tìm hiểu lịch sử, đất và người Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa chỉ đỏ, điểm đến của nhiều du khách khi về với Thái Nguyên bởi ý nghĩa, giá trị lịch sử của điểm di tích. Và ngày hôm nay thì Linh Giang muốn gợi ý cho các bạn một cuốn sách các bạn có thể tìm đọc khi đến với khu di tích lịch sử lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915. Đó là cuốn sách Đại đội 915 còn mãi với nước non. Cuốn sách được bày trang trọng tại phòng đón tiếp khách của điểm di tích. Cuốn sách Đại đội 915 còn mãi với nước non là tuyển chọn các tác phẩm văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 anh hùng. Cuốn sách bao gồm 2 tập. Tập 1 được xuất bản tháng 12 năm 2018 là những tác phẩm được lựa chọn từ cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 anh hùng do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phát động đầu năm 2018.
và quá trình sưu tầm, sáng tác tác phẩm về đề tài đặc biệt này. Các văn nghệ sĩ, các tác giả đã dành rất là nhiều cái tâm huyết, dành rất là nhiều cảm xúc trên từng trang viết, trên từng nét vẽ, trên từng khuôn hình. Chúng tôi hiểu rằng đó là sự thành kính, tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ, thanh niên xung phong, đại đội 915 cùng với đồng đội của họ. Những sự hy sinh để cho chúng ta có được ngày hòa bình hôm nay. Những người làm công tác văn học nghệ thuật của Thái Nguyên đã được dâng tặng món quà đó đúng vào dịp tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong 915. Và chúng tôi thấy giống như mình được tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm cái sức sáng tạo để có thể tiếp tục khai thác và phát triển đề tài chiến tranh cách mạng, rồi khai thác những cái giá trị trường tồn của lịch sử của lực lượng thanh niên xung phong để cống hiến cho công chúng những tác phẩm mới, chinh phục cái sự chinh phục cảm xúc và cống hiến về mặt tư liệu nữa cho người đọc hôm nay. Cuốn sách Đại đội 915 còn mãi với nước non tập 2 là sự tiếp nối về tư liệu và cảm xúc thẩm mỹ của cuốn sách Đại đội 915 còn mãi với nước non tập 1. Góp mặt trong cuốn sách tập 2 này là 50 tác phẩm đa dạng về thể loại, gồm truyện ngắn, truyện ký, bút ký, ghi chép, trích đoạn kịch bản phim truyện, trích đoạn kịch bản chèo, nghệ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc. Anh em ơi, đồng đội ta ơi, chúng mình cưỡi mây về núi, nhằm đỉnh phiêu bốc mờ xanh, hoa nở tím hồ ba bể. Đầu xuống đồng khuôn ngắm cảnh, thấy nàng tiên cởi áo trên non. Xuống nương người mùi giữa núi, vuốt cây cho đỡ nhớ rừng. Ô, nhẹ hóa bàn chân vạn dặm, bay bay nào mây trắng rưng rưng. Con đã về đây phá mế, trên ngọn hương lóe đốm than hồng. Mế ơi đừng khóc nhiều nữa nhé, con trở về như mế trong mong. Theo ban dặn chúng tôi đánh giá thì đây là một sách tốt, để có thể nó giữ lại được tất cả những ký ức, những cái kỷ niệm và cái cuộc chiến đấu hào hùng của đại đội 915 mà đã hy sinh, 60 liệt sĩ đã hy sinh. Điểm mới của cuốn sách trong tập 2 này là thông qua các hình tượng thẩm mỹ, tiếp tục tái hiện hình ảnh cuộc sống chiến đấu, lao động và sự hy sinh quả cảm của không chỉ các cựu thanh niên xung phong đại đội 915 mà cùng cả các đồng đội đội 91 trong những năm tháng chiến tranh và trong cuộc sống hiện tại. Thông qua các nhân vật có thật nhưng được hình tượng hóa trong các truyện ngắn, những cuộc đời rất đỗi bình dị, những câu chuyện lịch sử được phản ánh một cách chân thực, sinh động, nhiều cảm xúc trong các trang thơ, ca khúc, bài ký văn học. Tôi rất vui mừng khi có bài trong quyển sách 915 tập 2. Thì thực sự là chúng tôi cũng rất là vui mừng, bởi vì là cái nhân vật trong tác phẩm này của tôi là cùng phường. Và cũng bao nhiêu năm là chúng tôi cũng chưa biết về chị. Nhưng mà khi mà có cái cuộc phát động mà viết về cái đại đội 915 và đồng đội ấy, thì tôi đã đi tìm hiểu và đã biết được chị cùng phường và đã biết về chị. Chị là đại đội trưởng mà. Nên là chị chia sẻ hết những công tác của chị ấy và những cái năm tháng vất vả của anh em và đồng đội. Và chị chia sẻ hết và tôi đã ghi được những cái tài liệu đó và đưa hết vào trong cái bài ký của mình. Đến với khu di tích lịch sử lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, cùng lắng đọng cảm xúc qua từng trang viết, bạn sẽ cảm nhận và hiểu rõ hơn về điểm di tích, về khúc tráng ca bất tử 915 giữa lòng đất thép của hơn 50 năm về trước và cả ở hiện tại hôm nay. Đến đây thì chương trình Thái Nguyên điểm hẹn xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.